Vlog của ông Cơ -sơ với các podcast về ẩm thực, nấu ăn, du lịch, sự kiện, văn hóa, lối sống và công nghệ thông tin. Thân thiện chào đón đến người nghe. Chúng tôi tự hào giới thiệu vlog của ông Cơ Nai, nơi chúng ta có thể tận hưởng những trải nghiệm kỳ diệu và khám phá cuộc sống thú vị qua ống kính. Vì vậy, hãy cùng Cơ -sơ khám phá một thế giới mới đầy thú vị thông qua vlog của chúng tôi với mcdonald vlog chúng ta sẽ được trải nghiệm những câu chuyện hay và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một bài viết về cách thực hiện một cuộc phỏng vấn xin việc khi bạn được yêu cầu xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn xin việc nhà tuyển dụng đã cho rằng bạn sở hữu những phẩm chất cần thiết để đủ tiêu chuẩn cho vị trí đó bằng cách chuẩn bị tốt cho bản thân bạn sẽ củng cố được cơ hội tiến lên phía trước trong quá trình này chuẩn bị trước cho cuộc phỏng vấn. Đọc ký tin tuyển dụng, đơn ứng tuyển và CV một lần nữa trước khi phỏng vấn. Hãy thoải mái, xem lại các trang web của công ty. Hãy suy nghĩ thật kỹ, tại sao bạn lại muốn làm công việc đó và tại sao nhà tuyển dụng nên chọn bạn. Bạn muốn giới thiệu bản thân như thế nào? Ví dụ, hoàn cảnh, sở thích, đặc điểm và trình độ bạn có thể hỏi những câu hỏi gì khi phỏng vấn điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì hãy nhớ hãy chuẩn bị đưa ra lý do hãy suy nghĩ xem bạn có thể đóng góp những kỹ năng hoặc phẩm chất đặc biệt nào ở vị trí này điều này có thể giúp công ty đạt được mục tiêu của mình ví dụ bạn có thể bổ sung gì cho vị trí này hãy suy nghĩ về những thành tựu và mục tiêu trong quá khứ của bạn hãy chuẩn bị để cung cấp các ví dụ cụ thể từ công việc trước đây để minh họa bạn đã đạt được mục tiêu của mình như thế nào hãy sẵn sàng đưa ra những ví dụ từ nền tảng của bạn trong đó nêu bật những phẩm chất như sự tự tin kỹ năng giao tiếp kỹ năng lãnh đạo nghị lực động lực chủ động linh hoạt tinh thần trách nhiệm kỹ năng hợp tác giải quyết vấn đề thái độ chuyên nghiệp và thái độ tích cực hãy suy nghĩ về tất cả kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng làm việc giao tiếp công việc tình nguyện làm việc nội trợ tại nhà hoặc huấn luyện viên bóng ném của bạn năng lực đó và những phẩm chất bạn đã phát triển có thể quan trọng đối với vị trí bạn đang ứng tuyển hãy nhớ thể hiện những phẩm chất như sự tự tin và năng lượng trong suốt cuộc phỏng vấn ngày phỏng vấn trong quá trình phỏng vấn bạn nên tập trung cầu tiến và luôn có tâm trạng vui vẻ mang theo hồ sơ cv đơn xin việc các chứng chỉ bằng cấp đồng thời thông tin liên hệ để tham khảo khi phỏng vấn ăn mặc sao cho bạn cảm thấy thoải mái hiện diện tại buổi phỏng vấn đúng giờ hãy nhớ bạn sắp đến bộ phận nào và ai là người liên hệ cho vị trí đó một cái bắt tay chắc chắn và giao tiếp bằng mắt tốt luôn mang tính tích cực nhà tuyển dụng biết rằng lo lắng là điều bình thường vì vậy cứ nói chuyện bình thường sẽ làm dịu đi sự căng thẳng thể hiện khả năng lắng nghe vui lòng mang theo giấy ghi chú và bút hãy ghi chép trong suốt quá trình trong khi nhà tuyển dụng giới thiệu về công ty và công việc nó tạo ấn tượng nghiêm túc và chắc chắn về buổi phỏng vấn đồng thời bạn thể hiện rằng bạn quan tâm đến công việc bản thân cuộc phỏng vấn xin việc và các câu hỏi phỏng vấn. Bạn gặp một hoặc nhiều người. Cuộc phỏng vấn thường mở đầu bằng việc người phỏng vấn hoặc nhà tuyển dụng kể một chút về công ty và vị trí đang tuyển dụng. Kế tiếp, bạn giới thiệu bản thân và sau đó sẽ được hỏi các câu hỏi. Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ nghe thấy một số câu hỏi thường được hỏi trong một cuộc phỏng vấn. Bạn có thể nhận được những câu hỏi khác và bạn cũng không nhất thiết phải nhận được tất cả những câu hỏi này chúng tôi khuyên bạn nên suy nghĩ trước về cách bạn muốn trả lời những câu hỏi này đầu tiên nhà tuyển dụng sẽ cho phép bạn kể một chút về bản thân trước khi các nhà tuyển dụng đặt câu hỏi hãy nói về bản thân đây là câu hỏi mà hầu hết các cuộc phỏng vấn đều bắt đầu bằng hãy nói về bản thân ban đầu là một câu hỏi đơn giản nhưng đối với nhiều người nó trở thành một câu hỏi mà họ cảm thấy khó trả lời. Lý do cho điều này thường là bạn không biết rõ nhà tuyển dụng đang tìm kiếm điều gì với câu hỏi như vậy. Một công thức tốt cho việc này là Bạn là ai? Tình trạng hôn nhân của bạn? Bạn có con? Bạn từ đâu đến và hiện đang sống ở đâu? Bạn có sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để làm điều gì? Học vấn theo trình tự thời gian, và tại sao bạn lại theo đuổi học vấn đó kinh nghiệm làm việc theo thứ tự thời gian và tại sao bạn lại đưa ra những lựa chọn đó tại sao bạn lại thay đổi công việc theo như công việc trước đây và cuối cùng hãy cho biết lý do bạn ứng tuyển vào công việc này bằng cách làm theo công thức này bạn đã trả lời được nhiều câu hỏi đồng thời bạn đã chứng tỏ rằng bạn rất giỏi trong việc xây dựng bản thân và có một chủ đề chung trong những gì bạn nói một trong những điều tồi tệ nhất, bạn có thể vô tình trong câu trả lời này là nhảy từ việc này sang việc khác, rồi có thể quay lại việc khác, vì có thể bạn đã quên nói điều gì đó. Câu hỏi này cũng có một số cảm bẫy. Chú ý đến thời gian sử dụng, không nên quá 4 đến 5 phút. Ngắn gọn, xúc tích, không đi sâu vào chi tiết. Phản ứng các khả năng khác với câu hỏi này. Nếu bạn có những lỗ hổng trong CV, hoặc những điều khác mà bạn biết sẽ khó trả lời thì bạn có cơ hội đi đầu trong câu hỏi này hãy kể về điều đó theo cách có kiểm soát của bạn và nếu bạn đã nói điều đó một cách hay có thể sẽ không còn bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này sau cuộc phỏng vấn câu hỏi này cũng là một cách tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn kiểm soát được những gì mình sắp nói nghiên cứu trong hai phút đầu tiên thì phần còn lại của cuộc phỏng vấn có thể sẽ diễn ra tốt đẹp tại sao bạn lại ứng tuyển vào công việc này hầu hết mọi người có thể sẽ gặp phải câu hỏi này trong một cuộc phỏng vấn việc làm nhiều người có thể thấy rằng điều này có thể khó trả lời nếu bạn đã hoàn thành công việc khi viết đơn tức là đã nói với nhà tuyển dụng lý do bạn nộp đơn xin việc thì bạn có một điểm khởi đầu tốt để có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này tất nhiên điều quan trọng là bạn nói điều tương tự tại cuộc phỏng vấn như bạn đã viết trong đơn xin việc tại cuộc phỏng vấn bạn cũng sẽ có cơ hội trình bày chi tiết hơn về vấn đề này mục đích của câu hỏi này là tìm hiểu động lực của bạn cho công việc này là gì khi đó có thể bạn nên hiểu biết đôi chút về công ty đồng thời hãy suy nghĩ về quảng cáo tuyển dụng và những gì nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở đây người sử dụng lao động không tìm kiếm động lực ngắn hạn ví dụ trả tiền lương ở đây bạn phải phát huy động lực bên trong và sau đó một số điều cần suy nghĩ có thể là cơ hội phát triển trong công việc những thách thức trong công việc yêu cầu năng lực cụ thể vui lòng kết thúc câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách tóm tắt những gì bạn có và những gì nhà tuyển dụng đang yêu cầu tức là trình bày giải pháp với nhà tuyển dụng tại sao bạn lại rời bỏ công việc trước đây đây là câu hỏi có thể khiến nhiều người tìm việc lo lắng nói chung chúng ta có những lý do chính đáng để bỏ việc nhưng một số người cũng bị sa thải khỏi công việc của mình nếu bạn đang ở trong tình huống bị sa thải khỏi công việc của mình điều quan trọng là bạn phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và thoải mái kể lại những gì bạn đã học được từ việc đó và không kém phần quan trọng bạn đã làm gì để giải quyết với vấn đề đó bằng mọi cách đừng nói dối về lý do tại sao bạn mất việc trong trường hợp như vậy sẽ theo bạn xa hơn và bạn có thể gặp nguy cơ đó xoay lại cho chính mình hầu hết chúng ta đều tự nguyện rời bỏ công việc của mình nhưng cũng có thể là do những hoàn cảnh tiêu cực chẳng hạn như môi trường làm việc tồi tệ người quản lý tội, vân vân. Có một điều bạn không bao giờ vô tình trong một cuộc phỏng vấn, đó là nói tiêu cực về sếp hoặc đồng nghiệp cũ của bạn. Khi đó, điều bạn có thể gặp rủi ro là người chủ mới có thể cũng nghĩ rằng lần sau bạn cũng có thể nói tiêu cực về họ. Ngoài ra, còn có những lời giải thích không hợp lý vì lý do bạn mất việc, ví dụ: cắt giảm lương, tài chính kém, phá sản, v.v. V. Những lý do điển hình có thể được đưa ra làm lý do mất việc có thể là thiếu cơ hội hoặc thách thức, tương lai không chắc chắn của ngành, năng lực. Kết thúc câu hỏi này, bằng điều gì thu hút bạn đến với công việc bạn đang ứng tuyển? Ví dụ, nếu bạn sử dụng nó mà thiếu những thử thách, hãy cho nhà tuyển dụng biết những thử thách mà bạn mong muốn gặp phải trong công việc mới. Cho biết ít nhất 3 điểm mạnh đây là một câu hỏi phỏng vấn cổ điển mà bạn rất có thể sẽ được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với câu hỏi này bạn có cơ hội nổi bật so với các ứng viên khác để trả lời tốt bạn phải hiểu rõ về quảng cáo tuyển dụng đồng thời vị trí bạn ứng tuyển đòi hỏi những yêu cầu gì về nhiệm vụ công việc và lĩnh vực trách nhiệm bạn cũng nên cố gắng vẽ ra một bức tranh về nơi làm việc và môi trường làm việc nếu cần bạn có thể mài dũa những điểm mạnh của mình để phù hợp với việc này đây là điều mà bạn hy vọng và đã nghĩ đến khi đưa ra những bằng cấp quan trọng trong cv của mình và để giải thích tại sao bạn là người phù hợp trong đơn xin việc tránh liệt kê một danh sách dài các điểm mạnh nghiên cứu quảng cáo tuyển dụng nếu có nhu cầu về những phẩm chất đặc biệt và bạn sở hữu những phẩm chất này hãy cho nhà tuyển dụng biết về những phẩm chất này hãy thoải mái sử dụng một vài câu để chứng minh rằng bạn sở hữu phẩm chất này hãy nhớ rằng theo quy định nhà tuyển dụng không tìm kiếm nhà vô địch thế giới tức là những người có thể thành thạo mọi thứ nhưng đồng thời bạn phải nói với nhà tuyển dụng bạn có thể cung cấp những gì do đó đây sẽ là một hành động cân bằng giữa sự thật và sự khoe khoang bạn thích làm những công việc gì nhất để đưa ra câu trả lời hay cho câu hỏi này một lần nữa bạn phải có kiến thức tốt về công việc và nội dung của nó hãy xem quảng cáo việc làm và xem những nhiệm vụ nào được bao gồm trong vị trí đó có nhiệm vụ nào trong số này nổi bật hơn những nhiệm vụ khác không giải thích lý do tại sao bạn đã lựa chọn như vậy loại nhiệm vụ hay công việc nào bạn ít thích nhất tương tự như cách bạn phải cho biết những nhiệm vụ nào bạn thích thì bạn cũng có thể phải cho biết những nhiệm vụ nào bạn ít thích nhất ngay cả khi bạn thấy rằng mình sẽ thích thú với mọi nhiệm vụ vẫn có những thứ chúng ta thích thú hơn và những thứ chúng ta thích ít hơn giải thích lý do tại sao bạn đưa ra lựa chọn công việc này và cũng cho biết bạn sẽ đáp ứng nhiệm vụ này như thế nào hãy kể cho chúng tôi về một tình huống căng thẳng và cách bạn giải quyết nó một cách tốt nhất có thể. Câu hỏi này được yêu cầu tiết lộ kiểu phản ứng của bạn khi gặp căng thẳng. Phần lớn công việc đều liên quan đến một số dạng căng thẳng. Nó có thể liên quan đến áp lực thời gian và thời hạn, nhu cầu lớn từ khách hàng, những nhiệm vụ đầy thử thách và khắt khe, vân vân. Câu trả lời của bạn cho câu hỏi này sẽ có thể giúp nhà tuyển dụng biết bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào trong công việc được đề cập khi nó ở thời điểm tồi tệ nhất suy ngẫm về kinh nghiệm trước đây bạn có từng trải qua những tình huống hoặc giai đoạn căng thẳng không làm thế nào bạn gặp được điều này bạn có giỏi sắp xếp thứ tự từ ưu tiên quan trọng cho đến ít quan trọng hơn không bạn có trở nên hiệu quả hơn khi bị căng thẳng không làm sao đồng nghiệp có thể thấy bạn đang căng thẳng bạn có đóng cửa không Đặc điểm cá nhân nào nổi bật khi bị căng thẳng? Cấu trúc, trật tự, phân tích. Giáo tiếp. Vì vậy, điều quan trọng nhất là nói những gì bạn đã làm, chứ không phải những gì bạn cảm thấy. Tại sao chúng tôi nên tuyển dụng bạn? Câu hỏi này thường có thể là một trong những câu hỏi cuối cùng bạn nhận được. Bạn sẽ có được công thức cho một câu trả lời hay từ những phẩm chất then chốt của mình? Chính những bằng cấp mà bạn đã tính toán trước sẽ là điểm bán hàng của bạn. Hãy coi mình là người may mắn nếu nhận được câu hỏi này vì bạn có được một ấy đấu trường tuyệt vời nơi bạn có thể bán bản thân, trình độ và đặc điểm của mình. Hãy kể về động lực nộp đơn xin việc của bạn, sử dụng những bằng cấp quan trọng của bạn để nhà tuyển dụng hiểu rằng bạn đã hiểu mình đang xin việc gì, những kỹ năng, đặc điểm nào cần thiết cho vị trí đó hãy cho chúng tôi biết bạn có thể đóng góp những gì cả về mặt học thuật lẫn môi trường làm việc nếu trong cuộc phỏng vấn bạn đã thu thập được những thông tin quan trọng khác liên quan đến vị trí phù hợp với bạn và trình độ của bạn và bạn chưa đưa thông tin này vào các bằng cấp chính hãy sử dụng nó cho những gì nó có giá trị cũng như những phần khác trong cuộc phỏng vấn hãy cân bằng đừng khoe khoang quá nhiều nhưng vẫn trình bày sự thật bạn thấy mình ở đâu sau 3 đến 5 năm nữa? Câu hỏi này nhằm mục đích xem liệu bạn có đặt ra những kỳ vọng thực tế cho sự nghiệp của mình hay không, bạn có những tham vọng gì và liệu công việc bạn ứng tuyển có phù hợp với mục tiêu và tham vọng của bạn hay không. Khi trả lời câu hỏi này, hãy cụ thể và trung thực về mục tiêu tương lai của bạn. Một cách để trả lời câu hỏi này là nêu bật động lực của bạn khi ứng tuyển vào vị trí này bạn cũng có thể tập trung vào những cơ hội mà bạn nhìn thấy để phát triển bản thân nếu nhà tuyển dụng tạo điều kiện cho việc này cá nhân tôi sẽ không bao giờ trả lời rằng tôi tưởng tượng mình đang làm một công việc khác ở một công ty khác ngay cả khi đó là một phần lớn hơn trong kế hoạch của tôi tình trạng sức khỏe của bạn thế nào đây là một câu hỏi gây tranh cãi vì về cơ bản người sử dụng lao động không được phép đặt câu hỏi về sức khỏe của bạn trừ khi điều đó là cần thiết vì công việc bạn sẽ làm trong những trường hợp như vậy người sử dụng lao động phải biện minh cho điều này dựa trên sự an toàn của bạn và nhu cầu hiểu biết của công ty về sức khỏe của bạn tuy nhiên nếu bạn nhận được câu hỏi này trong một cuộc phỏng vấn xin việc cá nhân tôi sẽ trả lời câu hỏi này tôi sẽ đề cập đến những lần vắng mặt trong các công việc trước đây và nói rằng nhìn chung tôi có sức khỏe tốt một thách thức có thể nảy sinh với câu hỏi như vậy là nếu bạn đã nghỉ việc một thời gian dài do những thách thức về sức khỏe điều này có thể xuất hiện như một khoảng trống trong cv của bạn khi đó tôi đã nắm được điều này rồi dưới câu hỏi hãy kể cho tôi nghe về bản thân bạn và bằng cách này hay cách khác hãy nói điều gì đó về điều này ở đoạn đầu khi bắt đầu cuộc phỏng vấn tôi muốn kết luận bằng cách nói rằng tình hình sức khỏe đã được kiểm soát và do đó điều này không ảnh hưởng đến công việc mà bạn có thể đang thực hiện hãy nhớ rằng sự trung thực thường kéo dài lâu nhất và việc tính đến điều này trong câu hỏi giới thiệu về bản thân sẽ giúp bạn có cơ hội kiểm soát thời điểm và cách thức điều này có thể xuất hiện trong cuộc phỏng vấn người phỏng vấn sẽ tập trung trong số những điều khác là động lực bạn có vẻ đặc biệt quan tâm đến vị trí này. Cam kết bạn có đam mê công việc không? Hòa đồng, bạn có muốn hòa nhập? Kết quả bạn đã đạt được những gì trong quá khứ? Sau cuộc phỏng vấn, vui lòng gửi email cảm ơn về một cuộc phỏng vấn thú vị. Bạn có thể gọi lại sau khoảng 14 ngày nếu vẫn chưa nghe thấy gì. Đừng thất vọng, ngay cả khi bạn không nhận được công việc. Đừng quên rằng một khi bạn được gọi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ coi bạn có đủ tiêu chuẩn cho vị trí đó hay không. Đi phỏng vấn là một thực hành tốt. Bạn có thể đã tạo được ấn tượng tuyệt vời ngay cả khi bạn không nhận được công việc đó. Cơ đô Vlog sẽ không chỉ giúp bạn giải trí, mà bạn sẽ được chiêm ngưỡng quy trình sản xuất tiêu chuẩn cao, từ việc lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, chế biến những sản phẩm hoàn hảo, an toàn và bổ dưỡng. Trên vlog của McDonald, bạn có thể hiểu rõ hơn về công nghệ hiện đại cũng như quy trình kiểm soát chất lượng được sử dụng để đảm bảo cho mỗi bữa ăn. Bạn có thể để lại bình luận và gửi câu hỏi tới Mcdonizer Vlog. Cuộc sống thú vị qua ống kính. Chào thân ái và hãy đón nghe những đề tài mới. Vlog của Mcdonizer.